quý vị và các bạn đang đến với tiêu điểm thế giới trên kênh FBNC. Thưa quý vị, từ khi cầm quyền, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã liên tục thực hiện chiến dịch thanh lọc phe phái hết sức khốc liệt. Đầu tiên là nhắm vào các quan chức thuộc phe cựu Tổng bí thư Giang Trạch Dân, những nhân vật hàng đầu ngã ngựa như cựu chủ nhiệm Ủy ban Chính pháp Chu Vĩnh Khang hay cựu chánh văn phòng Trung ương Đảng lệnh kế hoạch tiếp đến ông tập cơ cấu lại toàn bộ lực lượng vũ trang hàng loạt tướng lĩnh bị bắt phải tự sát hoặc bị thủ tiêu như phó chủ tịch quân ủy trung ương từ tài hậu và quách bá hùng tham mưu trưởng quân đội phòng phong huy và chủ nhiệm tổng cục chính trị trương dương tiếp theo ông tập thực hiện chiến dịch nhổ những u nhọt mà ông cho là đang gây hại ở địa phương các vị vua một cõi lần lượt vào tù như cựu bí thư trùng khánh bạc hy lai và tôn chính tài hay cựu bí thư thiểm tây triệu chính vĩnh Ước tính trong các cuộc thanh trừng này, hàng trăm quan chức cấp cao đã thiệt mạng. Những quan chức cấp thấp thì đếm không hết. Ở một khía cạnh nào đó, cuộc chiến vẫn chưa có hồi kết. Trong diễn biến mới nhất, ông Tập đang nhắm tới giới quản lý doanh nghiệp và những người được xem là tinh hoa giàu có trong xã hội. Các cuộc thanh trừng đang đưa Trung Quốc đi đâu, mang đến rủi ro và nguy hiểm như thế nào? Tất cả đều sẽ có trong FBNC Tiêu điểm Thế giới ngay sau đây. Nhưng trước tiên mời quý vị xem lại cuộc thanh trừng và chấn chỉnh hàng ngũ lãnh đạo doanh nghiệp mà ông Tập đang tiến hành có bản chất như thế nào theo các chuyên gia kinh tế theo chiều hướng bảo thủ chủ tịch tập cận bình đang tiến hành một chiến dịch thanh lọc nền kinh tế trung quốc khỏi sự thay hóa của chủ nghĩa tư bản vì lãnh đạo tối cao của đất nước tỷ dân coi nợ nặng chồng chất là trái độc của đầu cơ tài chính và các tỷ phú không thuần phục là sự chế diễu đối với lý tưởng chính trị trung quốc đang đi Điều này nghĩa là các doanh nghiệp phải chú ý đến hướng dẫn của nhà nước. Lý tưởng của đảng phải thấm nhuần vào mọi lĩnh vực của đời sống. Vì ông Tập có thể áp đặt được ý muốn của mình hay không, sẽ định hình tương lai Trung Quốc, cũng như kết quả cuộc chiến ý thức hệ giữa dân chủ và độc tài. Chiến dịch của ông Tập là rất đáng chú ý vì phạm vi và tham vọng của nó. Mọi chuyện bắt đầu vào năm 2020, khi các quan chức chặn đợt chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng của Angroup, công ty con của gã khổng lồ công nghệ Alibaba. Chiến dịch đang tiếp diễn mạnh mẽ, đến nay đã thổi bay khối tài sản trị giá tới 2.000 tỷ đô la khỏi thị trường chứng khoán toàn quốc. Didi, một hãng gọi xe, đã bị trừng phạt vì niêm yết cổ phiếu của mình ở Mỹ, mua bán trên các sàn giao dịch tiền điện tử và đã bị cấm, tương tự là hoạt động dạy thêm vì lợi nhuận. Chơi game có hại cho trẻ em, vì vậy nó phải được hạn chế nghiêm ngặt. Trung Quốc cần những gia đình lớn hơn vì vậy, việc phá thai phải hiếm xảy ra hơn. Các nam diễn viên phải nam tính và người nổi tiếng phải yêu nước. Các nền tảng của tất cả điều này là tư tưởng tập cân bình, thứ đang được nhồi nhét vào đầu những đứa trẻ từ 6 tuổi. Những điều này diễn ra dựa trên nền tảng từ sự hung đúc của một chủ nghĩa chuyên chế vốn đã tàn bạo. Trên cương vị chủ tịch nước từ năm 2014, ông Tập đã ra lệnh nhốt hơn một triệu người di ngô nhĩ vào các trại tập trung. Ông giám sát các cuộc thanh luận, và không dung thứ cho sự bất đồng quan điểm. Tầm nhìn của ông trong đó sự kiểm soát của Đảng để đảm bảo rằng các doanh nghiệp phục vụ lợi ích cho nhà nước và công dân phải phục vụ cho lợi ích quốc gia một cách trung thành. Ông tập đang giải quyết các vấn đề thực tế mà trong đó nhiều vấn đề thực sự tương đồng như ở phương Tây, một trong số đó là chuyện bất bình đẳng. Khẩu hiệu của thời điểm hiện nay ông tập đưa ra là sự thịnh vượng chung, phản ánh thực tế là một nước Trung Quốc vẫn bất bình đẳng như một quốc gia tư bản. 20% hộ gia đình hàng đầu của Trung Quốc chiếm đến 45% thu nhập trên cả nước. 1% gia đình giàu nhất sở hữu hơn 30% tài sản. Một mối quan tâm khác là ảnh hưởng của những gã khổng lồ công nghệ vốn bị cáo buộc cạnh tranh không lành mạnh, làm băng hoại xã hội và có quyền truy cập tự do dữ liệu cá nhân người dùng, trong khi chỉ nhà nước mới có đặc quyền đó. Chiến dịch của ông Tập được cho là đang gây ra nhiều mối đe dọa với kinh tế Trung Quốc. Khủng hoảng nợ của các công ty như Evergrande có thể lan rộng một cách khó lường. Các nhà phát triển bất động sản Trung Quốc đang vay 2,8 ngàn tỷ đô la Phát triển bất động sản và những ngành kinh tế liên quan chiếm đến 30% GDP. Các hộ gia đình đổ tiền tiết kiệm vào bất động sản, một phần vì tài sản khác mang lại lợi nhuận ít hơn. Chính quyền địa phương, đặc biệt là bên ngoài những thành phố lớn, phụ thuộc vào việc bán đất và phát triển bất động sản để tạo nguồn thu. Điều này đang gây ra nhiều rủi ro. Các cuộc thanh trừng cũng làm cho việc kinh doanh trở nên khó khăn và kém hiệu quả hơn. Tuy nhiên, đằng sau, mỗi một cuộc đàn áp nhắm tới một doanh nghiệp nào đó là cả một câu chuyện dài về mối quan hệ tiền bạc, quyền lực đầy đen tối ở Trung Quốc. Ở Trung Quốc, những người giàu có, nổi tiếng và quyền lực đều dễ bị thất sủng, biến mất hoặc gặp phải những điều tệ hại khác. Hiện tượng này được nhấn mạnh qua tiêu đề của một bài viết trên tạp chí Forbes hồi năm 2011 là Người tốt đừng để bạn bè mình trở thành tỷ phú ở Trung Quốc. Trích dẫn số liệu thống kê từ báo chí Trung Quốc, trong 8 năm qua đã có 72 tỷ phú của nước này đã chết yểu, tờ China Daily, cơ quan tuyên truyền của Trung Quốc ở nước ngoài cung cấp chi tiết. Trong số 72 tỷ phú gặp nạn thì 15 người bị sát hại, 17 người tự sát và 7 người chết vì tai nạn, 14 người bị xử tử theo luật và 19 người chết vì bệnh tật. Bất cứ ai nghĩ rằng mọi thứ đã trở nên ít nguy hiểm hơn đối với những người giàu và có quyền lực ở Trung Quốc trong thập niên qua có thể nên đọc cuốn sách mới xuất bản gần đây của Desmond Sum, mang tựa đề là Red Rollet. Trong sách, Sum và vợ Whitney Twain đã vươn lên từ nghèo khó để trở thành những tỷ phú phát triển bất động sản. Họ từng lái một chiếc xe Rolls Royce vòng quanh Bắc Kinh và đi khắp thế giới du lịch bằng máy bay phản lực riêng. Cặp đôi không phân vân khi chi 100.000 đô la cho rượu vang trong một bữa ăn ở Paris. Whitney làm ăn phát đạt nhờ mối quan hệ của cô với giới tinh hoa chính trị Trung Quốc cho đến khi bị bắt vào năm 2017 và biến mất. Trong cuốn Red Rolling có nói, kiểu đột ngột ngã ngựa như thế không phải là hiếm. Dự án xây dựng tại sân bay Bắc Kinh của Sum và Duan gặp phải vấn đề khi một trong những mối quan hệ chính của họ, Li Peijing, người từng là tổng giám đốc sân bay, biến mất mà không có lời giải thích. Ông này sau đó bị buộc tội tham nhũng và bị xử tử. Một mối quan hệ chính trị quan trọng khác được Duan vung đắp là với Tôn Chính Tài, một quan chức đang lên nhanh chóng và được cho là người kế nhiệm tiềm năng của Chủ tịch Tập Cận Bình. Tôn bị khai trừ đảng và kết chung thân vì tội tham nhũng năm 2018. Sâm lập luận rằng Tôn thực ra là nạn nhân của một vụ ám sát chính trị. Mối liên hệ của Duan với Tôn có thể đã dẫn đến việc cô bị bắt, hoặc cũng có thể là cô quá thân thiết với vợ của cựu thủ tướng Trung Quốc Ôn Gia Bảo người mà gia đình cũng trở nên giàu có một cách đáng kinh ngạc. Mặc dù từng là người đàn ông quyền lực nhất nhị Trung Quốc, nhưng giờ đây, ông ôn cũng chỉ có thể giao tiếp bằng mật mã. Một cuốn hồi ký về mẹ ông đăng trên một tờ báo ít tên tuổi trong năm nay được xem như là một lời chỉ trích gián tiếp đối với ông Tập Cận Bình đã nhanh chóng bị gỡ bỏ. Danh tiếng quốc tế cũng không mang lại sự bảo vệ trước quyền lực nhà nước được sử dụng một cách tùy tiện. Jack Ma, Người sáng lập Alibaba và là doanh nhân nổi tiếng nhất Trung Quốc đã dám chỉ trích các cơ quan quản lý nhà nước hồi tháng 10 năm 2020. Kể từ đó, ông hầu như không xuất hiện trước công chúng. Mạnh Hoàng Vĩ, từng là chủ tịch người Trung Quốc đầu tiên của tổ chức cảnh sát quốc tế Interpol, nhưng ông đã bị bắt trong chuyến về nước hồi năm 2018, bị buộc tội tham nhũng và kết án hơn 13 năm tù sự thông cảm dành cho các tỷ phú hoặc những quan chức trong đảng bị đạp xuống bởi chính hệ thống đã từng nâng họ lên có thể rất ít ỏi quyền lực nhà nước được trung quốc sử dụng với mức độ còn dữ dội hơn để chống lại các luật sư nhà báo và học giả bất đồng chính kiến bản chất của hệ thống trung quốc có nghĩa là không dính dáng đến chính trị cũng không có nghĩa là an toàn thế giới kinh doanh không rõ ràng và hoạt động dựa trên các mối liên hệ vì vậy mọi người đều nằm trong cái mà sâm gọi là vùng xám và do đó dễ bị buộc tội tham nhũng. Tất cả các thể chế tại đất nước này đều nằm dưới ảnh hưởng của đảng. Một luật sư thông minh hoặc một nhà báo mẫn cán cũng không là gì nếu chẳng may bị bắt. Các tòa án có tỷ lệ kết án lên tới 99,9%. Trầm mật thám khét tiếng một thời của Stalin là ông Lavrentiy Beria, người đã từng giải thích về tính dễ bị tổn thương của bất kỳ cá nhân nào trong một nhà nước quyền lực được sử dụng tùy tiện bằng một câu tuyên bố rằng Hãy chỉ cho tôi một người tôi sẽ tìm ra tội của anh ta. Và thưa quý vị, nhiều nhà quan sát dự đoán trong kịch bản xấu nhất, tất cả những điều đã đề cập ở trên có nguy cơ phá vỡ nền kinh tế Trung Quốc. Nước này đang đối mặt với tác động từ lợi nhuận đầu tư cơ sở hạ tầng giảm, lực lượng lao động thu hẹp và số lượng người già phụ thuộc vào trợ cấp xã hội ngày càng cao. Sau 40 năm tăng trưởng chóng mặt, hầu hết người Trung Quốc không quen với những lựa chọn khó khăn mà một sự suy giảm kinh tế hoặc biến động mạnh có thể tạo ra. Một điều dễ nhìn thấy nhất là chiến dịch của ông Tập khiến cho người khác ngày càng nể sợ ông, dần biến thành một sự sùng bái cá nhân. Để mang lại sự thay đổi, ông đã thâu tóm nhiều quyền lực hơn bất kỳ lãnh đạo nào kể từ thời ông Mao Trạch Đông khi chuẩn bị phá vỡ quy tắc lâu nay tại đại hội lần thứ 20 của đảng vào năm tới bằng cách nắm nhiệm kỳ chủ tịch nước 5 năm lần thứ ba. Ông Tập đang sử dụng chiến dịch thành lọc để tổ chức một loạt thay đổi nhân sự lớn, làm cơ sở cho một cuộc đàn áp ý thức hệ và biện minh cho việc tại sao ông nên tiếp tục lãnh đạo. Tất cả điều này đều chứa đựng mầm mống của sự rủi ro. Một là bộ máy hành chính sẽ không vận hành như ý muốn của ông. Ông Tập muốn bộ máy phản ứng nhanh với các tín hiệu thị trường, nhưng với sự đề bạc lẫn thanh trừng lơ lửng phía trước, các quan chức Trung Quốc đều nhấp nhổm không yên. Một nguyên nhân dẫn đến việc cắt điện ở khoảng 20 tỉnh trong tháng 10 vừa qua là do sự hoảng sợ của các quan chức. Những người nhận ra rằng họ không đạt được mục tiêu cắt giảm lượng khí thải carbon. Tuy nhiên, một vấn đề ngược lại là các quan chức đồng thời lo sợ bị các đối thủ buộc tội tham nhũng hoặc chạch hướng tư tưởng, nên có xu hướng không dám hành động. Thất bại có thể là điều nguy hiểm đối với một quan chức chủ động, dám nghĩ, dám làm, nhưng sự im lặng ngồi im cũng đáng sợ không kém. Một mối nguy hiểm khác bắt nguồn từ cuộc đàn áp ý thức hệ. Các hội đồng đánh giá đạo đức đang đẩy mạnh áp đặt hành vi chính thống và chúng mực bằng cách bêu rếu công khai các sai phạm. Mặc dù chưa có dấu hiệu cho thấy bất cứ điều gì khủng khiếp như cách mạng văn hóa, nhưng người dân Trung Quốc đang trở nên ít tự do hơn trong suy nghĩ và phát ngôn. Bên cạnh thúc đẩy các học thuyết của riêng mình, ông Tập cũng đang khơi dậy hoài niệm đỏ và coi chủ nghĩa Mao như một sân khấu quan trọng cho việc xây dựng một Trung Quốc mới, qua đó mở rộng sự ủng hộ cho mình trước thềm Đại hội Đảng. Cuối cùng, chính là các vấn đề kinh tế chính trị xoay quanh ông Tập. Về lâu dài, nếu ông bám víu vào quyền lực thì quá trình kế vị có thể trở nên rất bất ổn. Trong ngắn hạn, nếu nỗ lực của ông sẽ áp đặt một thực tế mới không diễn ra theo kế hoạch, ông sẽ phải đối mặt với lựa chọn định mệnh là nên tăng gấp đôi nỗ lực để giữ quyền lực hay lùi lại. Cho đến thời điểm này, đàn áp có vẻ nhiều khả năng diễn ra hơn là thỏa hiệp. Các chính phủ phương Tây cũng đang vật lộn với những công ty công nghệ, tình trạng bất bình đẳng thu nhập và an ninh quốc gia tại mỹ quốc hội đã được dịp dậy sống với khả năng để xảy ra tình trạng vỡ nợ quốc gia một số người có thể ghen tị với quyền lực của ông tập trong việc có thể khiến cho mọi thứ được thực thi nhanh chóng nhưng theo các nhà phân tích sẽ là một sai lầm lớn nếu cho rằng ông tập luôn có câu trả lời đúng cho mọi vấn đề vừa rồi là một vài phân tích cho thấy ông tập đang đưa trung quốc vào một tình thế nguy hiểm như thế nào và đến đây thì tiêu điểm thế giới cũng xin được phép khép lại cảm ơn quý vị quan tâm theo dõi và chúng ta sẽ cùng gặp lại vào tiêu điểm thế giới kỳ sau